Khánh Linh xin chào tất cả quý khán giả đang trở lại với kênh MC Khánh Linh USA, đặc biệt là chương trình Chuyện gì hot ngày hôm nay, thứ tư ngày 19 tháng 1 2022 thưa quý vị. Như quý vị đã biết rồi, ở trong những cái video kỳ trước Khánh Linh có chia sẻ đến quý vị về những tin tức là nhận miễn phí những cái COVID test kit free đúng không quý vị? Thì ngày hôm nay trong tin tức thì Khánh Linh cũng sẽ chia sẻ thêm là chính quyền của ông Tổng thống Biden sẽ cho miễn phí những cái khẩu trang N95 cho quý vị nhé. Bên cạnh đó thì Khánh Linh cũng xin chia sẻ thêm về thị trường nhà đất, địa ốc hiện tại, cái chấm lời khi mình mua nhà như thế nào, nó tăng hay như thế nào, để cho mọi người biết thêm, update mọi người về cái interest rate hiện tại trong cái thời điểm ngày hôm nay. Và một luật mới nữa ở tiểu bang Texas, lúc này Texas xong mà ra nhiều luật mới quá, về ảnh hưởng đến những người cho mướn nhà và những người thuê nhà. Đây là cái benefit của những người thuê nhà cần biết nha quý vị. Xin mời quý vị cùng theo dõi chi tiết trong video này. Quý vị đang theo dõi kênh YouTube MC Khánh Linh USA. Khánh Linh hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Atlanta, tiểu bang Georgia của Mỹ. Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Chuyện gì hot với phương châm giúp đỡ cộng đồng và nói không với fake news và COVID. Còn chần chừ gì nữa nào? Hãy cùng đăng ký kênh và bấm vào cái chuông để quý vị sẽ là những người đầu tiên theo dõi những tin tức cập nhật mới nhé. Thưa quý vị, đầu tiên trước khi Khánh Linh chia sẻ đến những bản tin của ngày hôm nay, xin cho Khánh Linh vài phút cảm ơn nhà bảo trợ, đó là Hưng Nguyễn Law Firm. Hưng Nguyễn Law Firm là một tổ hợp luật sư chuyên về các luật tai nạn thương tích, luật gia đình, luật về immigration là di trú, cũng như là luật về thương mại quý vị. Nếu quý vị cần có những tư vấn về pháp lý, có thể liên lạc với luật sư Hưng Nguyễn. Tổ hợp luật sư Hưng Nguyễn Law Firm tọa lạc tại thành phố Duluth, đường Venture Drive ở tiểu bang Georgia. Và luật sư cũng sẽ là một trong những luật sư cộng tác với những chương trình trong MC Khánh Linh Talk Show. Xin mời quý vị cùng theo dõi trong thời gian sắp tới. Thưa quý vị, đầu tiên có thể nói là sau khi chính quyền Tổng thống Biden ngày hôm qua đã bắt đầu cho cái website covidtest.gov để quý vị có thể vào đó order 4 cái test kit free nha quý vị. Mỗi một gia đình, mỗi một địa chỉ chỉ được 4 cái thôi. Nếu quý vị vào, quý vị làm rồi, order rồi mà con của quý vị vào lại cũng dùng cái địa chỉ đó order nữa thì mỗi một địa chỉ chỉ được có 4 cái thôi. Nếu quý vị bỏ cùng địa chỉ mà làm hai lần thì nó sẽ nói là duplicate, là quý vị sẽ không có thể làm lại được nha quý vị nha. Cho nên là một gia đình, một địa chỉ chỉ được 4 cái mà thôi. Còn cái nào mà được 8 cái, xin thưa quý vị đừng lẫn lộn nhé. 8 cái là cái mà quý vị mỗi người có, là quý vị phải ra ngoài quý vị mua, rồi công ty bảo hiểm của quý vị mới reimburse trả tiền lại cho quý vị, hay là công ty bảo hiểm của quý vị chấp nhận á, thì khi ra ngoài những cái pharmacy quý vị có thể mua mà không tốn tiền là free hoàn toàn. Còn cái này là của chính phủ, chỉ cho free 4 cái mà thôi. Mà cũng nhiều tiền không quý vị, tại một cái cũng 20 mấy đồng rồi, 4 cái là cũng gần cả 100 đồng rồi. Cho nên quý vị hãy mau mau lên order quý vị nhé. Còn những ai đang gặp cái trường hợp mà bấm vào order mà nó cứ loading, có nghĩa là đang busy quá, website đang busy, bận quá đó quý vị. Cho nên quý vị có thể làm lại một vài lần sau đó nha, thử lại nha quý vị nha. Rồi nói bây giờ tiếp theo là ông Biden cũng sẽ tiếp tục cho 400 triệu cái khẩu trang mà N95 quý vị, cái loại mà to to đó, loại mà bảo vệ an toàn mà các vị bác sĩ hay đeo đó quý vị. Đó, để mà giúp cho người dân. Và họ dự tính là 400 triệu cái này sẽ được phân phát ở những community center, những trung tâm cộng đồng hay là những cái nhà thuốc pharmacy nha quý vị nha. Và trong tuần tiếp theo này họ sẽ bắt đầu gửi ra, và đầu tháng 2 thì những cái nơi đó người ta sẽ có để người ta cung cấp trên toàn cả nước Mỹ. Thì tại sao ông Biden làm như vậy? Thì có những cái tin là những chuyên gia y tế trách Tổng thống Biden là không kêu gọi người dân đeo khẩu trang N95, mà muốn đeo khẩu trang nào cũng được. Nhưng với cái biến thể Omicron này khá là lây lan, cho nên người ta kêu gọi là người dân hãy nên đeo khẩu trang N95 hơn là cái loại vải nha quý vị nha. Tại sao? Vì cái loại N95 này nó có thể filter, có thể lọc được 95% những cái particle, những cái hạt hay là những cái gì mà nhỏ nhất trong không khí quý vị ha. Cho nên nó bảo vệ tốt hơn là những cái loại mà khẩu trang mà mình đeo bằng vải mà chúng ta may hay là mua ở ngoài bình thường nha quý vị nha. Và cái loại này thì chúng ta không thể đeo rồi giặt được nha quý vị, it's disposable, cho nên chúng ta phải bỏ. Wow, sang vậy bỏ N95 mask rất là mắc tiền mà khó tìm lắm nha mọi người nha. Thực sự thì những nhà
Y tế cũng như là CDC khuyến cáo là chúng ta dùng những cái khẩu trang N95 thì không ai chắc chắn là xài bao nhiêu lần thì có thể dục bỏ hay xài bao nhiêu tiếng có thể dục bỏ. Trong thời kỳ đại dịch, quý vị biết không, các y tá bác sĩ đó, người ta xài cái đó người ta dùng mấy ngày luôn, tại rất là thiếu hụt luôn quý vị. À, cho nên có một cái loại khẩu trang nữa cũng tương tự như N95 nhưng mà không phải sản xuất ở Mỹ mà sản xuất ở China. Nó được gọi là KN95. Chữ K ở đằng trước là do chính quyền của bên Trung Quốc, quý vị, người ta authorize, người ta cho phép sản xuất cái loại đó tương tự như là N95. Thì trong nước Mỹ trong vòng 2 năm qua sử dụng KN95 rất là nhiều, tại vì thiếu hụt cái N95 đó quý vị. Thì cho nên hai loại quý vị xài loại nào cũng được. Quý vị không thích xài loại K thì quý vị phải đi tìm loại N95 để sử dụng nha. Và đặc biệt bây giờ chính quyền ông Tổng thống Biden gửi rồi nè, cho nên chúng ta cũng sẽ có nha. Và hiện tại họ cũng chưa cho biết là ai được nhận và được nhận bao nhiêu, nhưng mà họ nói là không care, không quan tâm là income bạn bao nhiêu hay là bạn đang có những cái bệnh nền, bệnh nặng hay như thế nào. Thì nói chung là ai cũng được lấy hết, cái này free cho tất cả mọi người nha quý vị ha. Sau khi mà họ có những thông tin chi tiết thì lúc đó Khánh Linh sẽ gửi đến quý vị nha. Ai được nhận, nhận ở đâu, những khu vực nào được nhận hay là nhận bao nhiêu cái thì Khánh Linh sẽ thông báo cho quý vị sau nha. Và họ nói với cái khẩu trang N95 này thì người ta đã làm một cái thử nghiệm rồi quý vị, là có những vị y tá, bác sĩ đó, người ta đã đeo 8 tiếng mỗi ngày và người ta đeo sau 3 lần như vậy thì người ta test lại, người ta thấy là cái khẩu trang đó vẫn xài được khoảng 97%, nghĩa là 97% sau khi 3 ngày sử dụng thì vẫn còn lọc được tốt quý vị. À, thì có thể người ta nói là maximum quý vị có thể sử dụng được là up to 5 times, là lên đến 5 lần với cái một cái khẩu trang như vậy nha quý vị nha. Và tiếp theo cái Linh xin cập nhật đến quý vị về thị trường địa ốc, interest rate, cái tiền lời, cái chấm lời khi mà chúng ta muốn mượn tiền mua nhà. Thì đây Khánh Linh đang nói chung của liên bang luôn nha quý vị, không theo cái tiểu bang nào hết, hay là không dựa vào cái điểm credit score, cái điểm tín dụng của quý vị để khi quý vị mua nhà. Những ai có điểm tín dụng tốt thì có thể có tiền chấm lời nó thấp hơn một chút, nhưng mà những ai có tín dụng nó hơi không được tốt thì có thể là sẽ cao hơn một chút. Thì tùy thuộc vào cái trường hợp của quý vị, cho nên quý vị phải liên lạc với những người làm loan officer đó quý vị, để biết chính xác có trường hợp của mình nha. Và như quý vị biết là trong 2 năm vừa qua đại dịch thì nhà rất là khan hiếm, cho nên thị trường nhà cửa là cứ đẩy lên và làm cho những cái người mua nhà trở thành những chiến binh trong những cái cuộc chiến mà gọi là bidding, là đấu giá qua lại ha. Cứ tôi trả nhà này 300 ngàn, list có 200 rưỡi thôi, tôi trả 300 ngàn, có người trả cao hơn. Cứ mình cứ đi theo, riết ra nhiều khi cái nhà end up lên tới hơn 6-70 ngàn luôn quý vị, đúng không? Thì chúng ta cũng trở thành một cái người nạn nhân của những cái cuộc chiến mà đấu tranh về cái giá cả nhà như vậy. Nhưng bên cạnh đó thì trong 2 năm qua giá nhà có lên nhưng interest rất là thấp, nhiều khi nói là thấp kỷ lục luôn. Có nhiều người điểm credit score có 2.2%, 2.5% thôi. Nhưng thưa quý vị, 2022 lại là một câu chuyện khác nha quý vị nhé. Interest như đã được thông báo là năm 2022 sẽ tăng. Tới thời điểm mà đầu năm là 3.22 quý vị, là cao nhất trong 2 năm vừa qua. Nhưng ngày hôm nay khi mà Khánh Linh check cái interest rate của hiện tại của ngày hôm nay đó quý vị, thì nếu quý vị đi 30 năm thì là 3.697%, còn 20 năm là 3.330%, đi 15 năm là 2.874%. Đó quý vị nha, lên khá là cao luôn, 3.697 là cũng khá cao đó quý vị ha. Và quý vị biết không, nếu quý vị đi 30 năm như vậy, nếu quý vị mượn 100 ngàn thì trong vòng 30 năm như vậy tiền lời nó sẽ là 65.641 ngàn đó quý vị. Ghê chưa? 65 ngàn cho mỗi 100 ngàn quý vị mượn trong vòng 30 năm, đó là tiền lời. 20 năm là 100 ngàn quý vị mượn là tiền lời đến 37.103. Còn 15 năm là 23.217 đồng cho 100 ngàn quý vị mượn. Quý vị tưởng tượng quý vị mượn hơn vậy coi. Ủa vậy cao quá, tôi có nên mua hay là tôi nên đợi? Thưa quý vị, đó là tùy vào cái sự nhu cầu của quý vị thôi. Quý vị có cần ở nhà gấp hay không? Quý vị mua với mục đích gì, invest như thế nào đó? Thì quý vị cũng có thể liên lạc với cái người chuyên viên địa ốc của quý vị, những người mà quý vị tin tưởng và làm việc tận tâm với quý vị để người ta có thể tư vấn cho quý vị. Nếu quý vị ở thành phố Atlanta, tiểu bang Georgia, thì quý vị có thể liên lạc với lại Leo, là một người bạn cũng như là một người chuyên viên địa ốc tại thành phố Atlanta, đã giúp cho Khánh Linh rất nhiều trong việc
bất động sản quý vị thì quý vị cũng có thể gọi cho Leo ha. Nhưng mà nếu mà cao quá thì quý vị cũng không nên. Tại vì sao? Chúng ta không muốn trở thành một nạn nhân trong một cái chiến trường cứ đấu giá mà càng ngày giá càng đẩy lên cao và chấm lời hiện tại đang rất là cao. Thì nhiều khi mua nhà invest thì cũng không đáng quý vị nha. Và nếu mà hiện tại sau cái dịch này ai cũng đi làm online, ai cũng làm việc online hết, hầu hết mọi thứ nó ship online cũng nhiều. Nếu mà quý vị làm online thì quý vị nên mua những cái nơi hơi xa xa hơn một chút cho cái giá nhà nó rẻ hơn một chút, hay là tìm những cái nơi nào mà giá rẻ hơn một chút để chúng ta sống thì cái giá nhà nó cũng sẽ đỡ hơn là những cái giá nhà mà chúng ta đang cạnh tranh ở những cái nơi mà đô thị phồn hoa. Đô thị phồn hoa nha quý vị nha. Tiếp theo đó là về Houston quý vị. Hiện tại người ta nói hiện tại thành phố Houston nó là một cái nơi mà tệ nhất để mà cho mướn nhà. Tại sao? Chắc có thể là vừa cái phí nó cao quý vị, interest cũng cao nữa, cho nên không biết người ta bầu chọn vậy thôi, chứ Linh Khánh Linh không phải Khánh Linh bầu chọn, người ta bầu chọn thì Khánh Linh chia sẻ như vậy. Và nói đến Houston thì bây giờ Khánh Linh cũng nói luôn tới Texas quý vị. Đây là một cái luật mới dành cho những ai cho mướn nhà và những người đi mướn nhà cũng cần phải biết nha quý vị nha. Đây là một luật mới bắt đầu vào tháng 1 2022. Đó là gì? Những người đi mướn nhà cần phải được những người landlord, những người chủ nhà cho họ biết cái luật mới và phải cho họ biết là cái nhà mình mướn có đã từng bị nằm trong cái flood zone hay không. Cái flood zone nghĩa là cái khu vực bị lũ lụt hay không, và cái nhà đó trong vòng 5 năm đã có bị ngập lụt hay không nha. Khi mà mình ký một cái lease với người chủ thì cái trong cái lease đó, hay là nó phải có một cái giấy tờ là nói cho mình biết là có nằm trong những cái khu vực bị flood hay không, để mà những cái người renter, những cái người mướn nhà đó, người ta có thể người ta phải mua những cái bảo hiểm để cover cái phần flood đó. Tại trong suốt mấy năm vừa qua quý vị, từ 2016 đến bây giờ đó, thì ở Houston, đặc biệt là những cái thành phố ở Texas mà gần hướng Nam, nó bị flood rất là nhiều, cho nên hiện tại là người ta phải ra một cái luật mới này để người ta bảo vệ những cái người mướn nhà đó quý vị. Và nếu quý vị sign hợp đồng contract mới trong tháng 1 2022 cho mướn nhà thì chúng ta cần phải có rõ ràng giấy tờ, một cái written notice thông báo rõ ràng, phải viết xuống rõ ràng là cái khu này nó có nằm trong cái flood zone hay không, hay là cái property này nó đã có từng bị flood trong vòng 5 năm hay chưa. Và quận Harris là một cái quận rất là lớn trong cái gọi là đại đô thị của Houston luôn quý vị, thì 50% là những người toàn là mướn nhà không à. Cho nên cái luật này ảnh hưởng rất là nhiều. Nếu quý vị renew contract hay ký một contract mới, một cái lease mới thì quý vị cần phải có. Còn nếu mà cái lease của quý vị chưa đến thời điểm này mà chưa có cần renew, chưa có cần phải ký lại đó thì không có sao. Nhưng mà nếu trong tương lai bắt đầu từ tháng 1 trở đi quý vị ký lại một cái hợp đồng mới cho mướn nhà thì quý vị phải cần có cái đó. Tại nếu quý vị không có cái đó thì cái người mướn có thể break cái contract với quý vị, là có thể bỏ luôn. Bỏ contract quý vị được, họ có quyền như vậy. Cái luật mới này người ta bảo vệ những cái người mướn nhà là như vậy nha quý vị nha. Cảm ơn quý vị đã theo dõi kênh, hy vọng rằng tin tức ngày hôm nay đã cập nhật đến cho quý vị những tin mới nhất đang xảy ra tại Hoa Kỳ. Cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại quý vị. Chúc quý vị một ngày làm việc thật là vui vẻ và bình an, và một buổi cơm tối thật ngon bên gia đình nhé. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại quý vị. Luôn luôn ủng hộ và like share video này quý vị ơi. Xin chào, tôi năm nay 56 tuổi, tôi đang sinh sống tại Toronto, Canada. Tôi đã tham gia lớp học online ESL người lớn tại trung tâm New Region. Sau thời gian học thì tôi cảm thấy tôi tự tin hơn khi tôi giao tiếp với người bản xứ, như đi chợ, đi ngân hàng, đi làm. Tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các giáo viên tại trung tâm đã giảng dạy cho giúp tôi có những bài học sát với thực tế, giúp cho tôi sớm hòa nhập với cộng đồng.